Sơn kính cách nhiệt Nano Sketch, sản phẩm chống nóng nhà kính số 1 thế giới, được sản xuất tại Nhật Bản. Nano Sketch hiện đang dẫn đầu thị trường với 70% thị phần sơn kính cách nhiệt. Nano Sketch giúp giảm ngay 8 đến 20 độ C khi lăn lên kính, ngăn 99% tia cực tím, không bị bay màu, bong chóc chảy xước trong 20 năm sử dụng, màu kính trong suốt, giữ trọn view đẹp cho công trình của bạn. Nano Sketch, nhà cực mát, kính cực trong. Truy cập ngay website sketch.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Nước Ý và câu chuyện lội ngược dòng giữa đại dịch, từ vùng đất ác mộng bị xa lánh, trở thành nơi khiến cả thế giới cảm thấy ghen tị vào ngay lúc này. Nước Ý từ một nơi khiến cả thế giới sợ hãi và xa lánh, giờ đây đang đạt được hiệu quả chống dịch hết sức đáng nể. Khi mà COVID-19 lây lan tại phương Tây, Ý đã rơi vào một tình cảnh ác mộng. Quốc gia này trong phút chốc đã trở thành tâm dịch của lục địa già, nơi mà cả thế giới muốn tránh xa, và là ví dụ điển hình cho thấy những gì sẽ xảy ra khi mà dịch bệnh trở nên mất kiểm soát. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói vào ngày 17 tháng 3 rằng: "Nhìn vào những gì đang xảy ra ở Ý đi." Còn Joseph R. Biden Jr., ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ thì viện dẫn Ý để thể hiện quan điểm về chính sách y tế khi ra tranh cử rằng: "Chúng ta không muốn rơi vào tình cảnh như thế." Sau đó vài tháng, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca tử vong nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào. Tại châu Âu, những nước từng một thời nhìn Ý bằng một ánh mắt ái ngại giờ đây phải hứng chịu các đợt dịch mới bùng lên. Một số quốc gia phải tái siết chặt và cân nhắc tiếp tục phong tỏa lần nữa. Ví dụ như Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson hôm 31 tháng 7 2020 đã đưa ra thông báo sẽ hoãn lại kế hoạch nới lỏng chính sách sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm gia tăng. Ngay cả Đức, quốc gia có phản ứng và hành động lần vết dịch bệnh rất quyết liệt, cũng phải cảnh báo rằng việc mà công chúng quá thoải mái và chủ quan sẽ khiến cho dịch bệnh gia tăng trở lại. Còn ở Ý thì sao? Ngay lúc này, các bệnh viện về cơ bản đã sạch bóng bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong mỗi ngày tại Lombardy là khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch, giờ đây gần như bằng không. Số ca lây nhiễm thì nằm trong số thấp nhất ở châu Âu và trên toàn thế giới, theo lời nhận xét của Giovanni Reza, giám đốc khoa truyền nhiễm của Viện Y tế Quốc gia. Reza cho biết, chúng tôi đã rất thận trọng. Giờ đây, dẫu cho vẫn còn những ca nhiễm gia tăng, về cơ bản thì người Ý đang rất lạc quan rằng virus đã được kiểm soát. Dù vậy thì các chuyên gia vẫn nhận định bức tranh toàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu như người dân trở nên chủ quan. Từ cơn ác mộng trở thành hình mẫu chống dịch dù không hoàn hảo. Nước Ý đã chuyển mình từ một thảm họa trở thành hình mẫu chống dịch của toàn cầu. Dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng đây vẫn là một bài học cho nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, nơi mà chưa khi nào thực sự kiểm soát được dịch bệnh. Sau khởi đầu hết sức chật vật cùng với nhiều mất mát đau thương, nước Ý đã thu được quả ngọt từ quá trình phong tỏa toàn quốc. Quốc hội Ý đã biểu quyết kéo dài quyền lực khẩn cấp của chính phủ sau khi Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng cả nước chưa thể mất đi cảnh giác vì dịch bệnh vẫn còn đó. Quy định này cho phép chính phủ Ý tiếp tục duy trì lệnh hạn chế và phản ứng nhanh chóng hơn, bao gồm cả lệnh phong tỏa với bất kỳ một ổ dịch mới nào. Trích lời Ranieri Guerra, trợ lý tổng giám đốc về sáng kiến chiến lược tại WHO, Tổ chức Y tế Thế giới rằng, tình hình vẫn còn rất phức tạp tại Pháp, Tây Ban Nha hay xung quanh dải Balkan cho thấy virus vẫn chưa chấm dứt, dịch bệnh có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. Không thể phủ nhận rằng việc duy trì lệnh phong tỏa sẽ phải đánh đổi bằng kinh tế. Trong 3 tháng vừa qua thì các doanh nghiệp và các nhà hàng đã buộc phải đóng cửa, việc di chuyển giữa các thành phố, khu vực bị hạn chế một cách tối đa, trong khi đó du lịch gần như là tắt ngấm. Ý dự định sẽ mất khoảng 10% GDP trong năm 2020. Nhưng khi mà mối đe dọa từ virus trở nên không thể kiểm soát, nhà chức trách Ý đã quyết định sẽ đặt tính mạng của người dân lên trên nền kinh tế. Ông Conte phát biểu rằng sức khỏe của người Ý sẽ luôn được ưu tiên. Hiện tại, nhà chức trách đang hy vọng rằng những gì tồi tệ nhất đã đi qua và đất nước giờ đây đã đủ để an toàn, trở lại cuộc sống bình thường dù còn cần nhiều hạn chế. Theo đó, cách duy nhất để khởi động lại nền kinh tế là tiếp tục kiểm soát virus ngay cả lúc này. Việc phong tỏa toàn diện hiển nhiên là sẽ gây ra những tranh cãi và chỉ trích, chủ yếu là nhắm vào chuyện chính phủ quá đỗi thận trọng, làm tê liệt nền kinh tế. Tuy nhiên, nó có thể mang đến nhiều lợi thế hơn so với việc cố gắng mở cửa nền kinh tế trong khi mà virus vẫn hoành hành như những gì đang xảy ra tại Mỹ, Brazil và Mexico. Ở những quốc gia khác, khi mà lệnh phong tỏa kéo dài quá lâu sẽ tạo ra một bộ phận cảm thấy bực tức và muốn chống đối. Trong câu chuyện này, Ý cũng không khác là bao. Việc đeo khẩu trang trên tàu điện hoặc xe bus vẫn đang là bắt buộc, nhưng có nhiều người vẫn không tuân thủ. Người trẻ ở Ý vẫn vậy, vẫn tự do và pháo luật, bất chấp nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng. Người trưởng thành thì vẫn tụ tập tại các bãi biển, thậm chí còn có cả một phong trào anti khẩu trang tồn tại ở Ý do chính trị gia Matteo Salvini đứng đầu. Cũng chính vị chính trị gia này đã cùng với những người phản đối đeo khẩu trang tổ chức biểu tình tại Thư viện Thượng viện với sự tham gia của Andre Bocelli, một ca sĩ opera nổi tiếng không tin rằng đại dịch là nghiêm trọng. Tôi có quen biết rất nhiều người và chưa thấy ai bị nhiễm bệnh mà phải vào phòng chăm sóc tích cực, ICU. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế hàng đầu đất nước cho biết việc có ít các ca nghiêm trọng thực chất là đến từ việc số ca nhiễm đang giảm xuống. Bởi xét cho cùng, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số những người nhiễm mới có triệu chứng nặng và sau tất cả, những người phản đối vẫn chưa đủ để phá vỡ thành quả của người Ý khó khăn lắm mới đạt được sau khởi đầu đầy u ám.
đi lên từ sự cô đơn. Theo Guerra, việc Ý bị cô lập bởi các quốc gia láng giềng khi mà dịch bệnh bùng lên giữa thời điểm khẩu trang và máy thở trở nên khan hiếm thì có thể là một phần nguyên nhân giúp cho họ thành công. Guerra cho biết đó là một cuộc cạnh tranh không có sự hợp tác nào cả. Ai cũng nhận ra rằng Ý rất cô đơn ở thời điểm ấy. Vậy nên họ phải làm tất cả những gì có thể và nó cho thấy sự hiệu quả hơn nhiều quốc gia khác. Ban đầu, Ý đã cách ly một số thị trấn, sau đó là toàn bộ vùng Lombardy phía Bắc, rồi cuối cùng là phong tỏa toàn quốc, bất chấp việc virus vẫn chưa xuất hiện ở miền Trung và miền Nam. Điều này đã ngăn cản lao động tràn về phía Nam, nơi kém phát triển hơn, làm giảm nguy cơ dịch bệnh lan rộng và áp đặt được phản ứng toàn diện trên cả nước. Trong quá trình phong tỏa, việc di chuyển bị hạn chế đến mức tối đa, thậm chí là di chuyển giữa hai tòa nhà. Mọi người dân nếu như muốn ra ngoài đều phải điền vào một lá đơn chứng minh là họ ra ngoài để làm việc, hoặc là vì lý do y tế, hoặc là vì mục đích thiết yếu. Nhà chức trách nhiều địa phương còn phạt rất nặng việc vi phạm giãn cách và không đeo khẩu trang, nhìn chung là các quy tắc đã được tuân thủ. Sau thời điểm ác mộng với số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong tăng mạnh, việc duy trì đóng cửa đã giúp cho tỷ lệ lây lan giảm đi nhanh chóng và đường cong đô thị cũng bị san phẳng. Điều này trái ngược hẳn với một số quốc gia theo đuổi chính sách không phong tỏa, ví dụ như Thụy Điển và Anh. Đợt dịch ban đầu được khoanh vùng trong các bệnh viện gây ra tình trạng quá tải và khiến cho áp lực trở nên thật đáng sợ. Nhưng đồng thời, nó cho phép các y bác sĩ truy vết dịch bệnh nhanh chóng hơn. Sau đó, đất nước đã mở cửa trở lại một cách từ từ, tạo ra một độ trễ mất khoảng 2 tuần để có thể phản ứng với các ca ủ bệnh. Hiệu quả thứ hai của lệnh phong tỏa đã xuất hiện với việc làm giảm được khả năng virus lưu hành trong xã hội, qua đó giảm được tỷ lệ tiếp xúc với người bệnh. Khi lệnh phong tỏa chấm dứt, sự lưu hành của virus gần như bị loại bỏ tại miền Trung và miền Nam nước Ý và gần như là không có bất kỳ ca nhiễm nào trong cộng đồng nữa. Một số bác sĩ Ý tin rằng virus đang có phản ứng khác biệt tại Ý. Ví dụ như Matteo Bassetti, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Genoa, cho biết rằng bệnh viện của ông đã từng phải đối mặt với 500 ca nhiễm vào cùng một lúc ở thời điểm cao điểm của dịch. Còn giờ đây thì toàn bộ khoa chăm sóc tích cực 50 giường bệnh của bệnh viện đã sạch bóng bệnh nhân. 60 giường được lắp đặt khẩn cấp giờ đây cũng chẳng để làm gì. Bassetti tin rằng virus hiện tại đã yếu hơn, quan điểm này vẫn chưa được chứng minh. Ông hiểu điều đó, nhưng một số chính trị gia, ví dụ như ông Salvini, đang muốn thúc đẩy nó để tiến hành tái mở cửa nền kinh tế. Dẫu vậy thì đa số các chuyên gia y tế vẫn cho rằng virus vẫn còn đó. Sau khi chính phủ cân nhắc việc tái mở cửa quán bar, sàn nhảy, lễ hội và du thuyền, thì họ kêu gọi không nên mất cảnh giác vào ngay lúc này. Bác sĩ Raza chia sẻ, ngay cả khi tình hình đang sáng sủa hơn so với các quốc gia khác, thì chúng ta vẫn cần phải rất thận trọng. Chúng ta không thể loại trừ đi khả năng dịch bệnh sẽ lại xuất hiện trong một vài ngày tới. Đó có thể chỉ là vấn đề thời gian. New York Times, JD, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.